Trong khi tất cả 50 bang của Mỹ đã ít nhiều mở cửa trở lại, thì thành phố thủ đô Washington DC vẫn chưa công bố dỡ bỏ lệnh ở nhà và mở cửa trở lại thành phố. Nếu chiếu theo quy định phải có 14 ngày liên tiếp có số ca nhiễm COVID-19 giảm thì mới bắt đầu mở cửa trở lại, thì thủ đô Washington DC phải đợi ít nhất là tới ngày 8 tháng 6 tới. Trường Sơn, phóng viên truyền hình Việt Nam từ thủ đô Washington DC, Mỹ.